Để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, huyện Bát Sát đã liên kết với cơ quan truyền thông, thực hiện nhiều chương trình truyền hình phóng sự phim tài liệu về thiên nhiên và bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc. Mạng xã hội cũng được Bát Sát khai thác hiệu quả. Các fanpage liên tục cập nhật những nội dung liên quan đến du lịch trên địa bàn, thu hút nhiều người theo dõi và tương tác. Cùng với đó, huyện Bát Sát đã đẩy mạnh quảng bá du lịch qua các giải thể thao như đua xe đạp leo núi quốc tế Cúp Ô Quý Hồ, giải đua xe đạp leo núi quốc tế Cúp 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai, giải đua xe đạp một đường đua hai quốc gia, giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa đỗ quyên y tí và trình diễn bay dù lượn bay giữa đại ngàn, tham gia ngày hội hương sắc vùng cao tại Hà Nội, phối hợp với ngành văn hóa du lịch các tỉnh, gửi các sản phẩm và ấn phẩm du lịch bắt sát tham gia các hội trợ và triển lãm.